Xin chào mọi người, chào mừng mọi người ta đến kênh số 4 xe lại được phục vụ tất cả quý chị và các bạn ở trên kênh của mình buổi chiều ngày hôm nay nhé. Mình thì đang có một em SK04, đời con này là đời 89 nhé, máy móc còn zin nguyên bản. Xe thì hiện tại đang ở miền Tây. Anh chị nào đang có nhu cầu mua dòng này thì hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại bên trên màn hình. Khá là đẹp mọi người ạ. Con này mà nói với anh em là mua về thì phải tính phải tốt, nên tôi đã không vốn di chuyển nhanh nhẹn như thế này. Chúng cần suy nghĩ về chất lượng, chúng ta chỉ cần bán cái giá và biết tiếp tục anh em có thể đến bãi miền Tây để mua xe và có thể xem xe và chúng mua trên màn hình rồi. Anh em cứ mạnh dạn và điện thoại trực tiếp để chúng ta ép giá chủ máy mọi người nhé. Và bên mình là bên đơn vị đăng video. Đây là một số hình ảnh cũng như là phần máy móc của em SK04 rồi 98 zin đen đét luôn. Như Ngọc Trinh. Mọi người xem video của mình thì hãy cho mình một like, một share, một chia sẻ và đăng ký kênh. Rất là vui được phục vụ tất cả quý anh chị và